Chào mừng em đã quay trở lại với tựa game là Jurassic World Công viên khủng long và mình Thành Eji đây. Thì nếu anh em đã thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment những ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình và chúng ta sẽ bắt đầu thế nào. Để ở đây thì xem có những cái sự kiện gì đang diễn ra, một số cái gói rồng mới, à không, một số gói khủng long mới này. Rất là đẹp ở đây. VIP Olympics hình như sẽ có một cái sự kiện diễn ra ở trong này thì phải. Và trong mấy ngày hôm qua thì mình đã up được rất là nhiều con khủng long mới. Tiếp thì mình sẽ làm một số con khủng long cho anh em xem nha. Chúng ta sẽ đi lấy vàng đã. Hiện tại thì quá nhiều chuồng khủng long rồi. Mình cần phải là nâng cấp thêm đất đai để nó có thể là chứa thêm được chuồng khủng long. Đây sẽ là một số con khủng long của chúng ta. Đó. Phía này này, vàng này, rất là nhiều vàng luôn. Chỗ này nữa. Thì mình sẽ có mấy con khủng long mới ở đây. Con này thì hôm nọ mình làm rồi cho anh em xem này. Chinorantia, đây là một con khủng long mới của chúng ta đây. Nhìn nó có vẻ khá là ghê. Nó rất là giống khủng long bạo chúa nhá. Nhưng mà cái điều đặc biệt của nó là sẽ có một cái lớp gai ở trên lưng này. Nếu anh em để ký ý kỹ này. Đây, nhìn kỹ nó đây. Đấy chưa? Và mình sẽ cho nó ăn lên cái. Nó sẽ ăn thịt. Khá là kinh khủng. Đẹp phết đấy. Con này thì không biết là đồ hiếm của nó là cái gì đây. Là R hay là cái gì? À, cấp 2 tầm khoảng 78 máu và 30 sân công. Là cũng rất là ổn đấy. Nào, chúng ta sẽ claim thêm này. Mình sẽ mở một gói pack free rồi, chắc chắn rồi. Lúc nào vàng cũng sẽ mở gói pack free. 9.300 thức ăn này. ADN và thêm được một con Chopionathus cũng được. Mình sẽ có một cái nhiệm vụ ở trong cái phần event quest ở chúng ta đây. Event nó đang mở đây, còn 7 tiếng nữa sẽ kết thúc và chúng ta sẽ phải đấu ở cửa biển à. Được một cái gói gì đó đây này. Cái gói này sẽ bao gồm wow toàn legendary thôi. Và Super Ray có cả Ray này. Tỷ lệ rơi ra bọn Ray là 25%. Còn Legendary rất rất nhiều. 1%, 1%. Toàn con ngon và con đẹp thôi. Wow. Nhưng mà chiến đấu ở đây thì cần cái gì? Nó yêu cầu cái gì không? Nó cần yêu cầu cái gì không? Carnivores. Yêu cầu là Carnivores à? Là sao ta? Ok. Thì mình sẽ dùng những cái con vừa tập thôi. Nước chắc chắn thì mình sẽ dùng. À, nó không cho phép mình sử dụng con hệ hệ lá hoặc là hệ chim, mà bắt buộc mình phải dùng con hệ ăn thịt. Ai chà, một trong những trận chiến nó khó nhằn đây. Yêu cầu thắng 2 trận đúng không? 2 con được không? Yêu cầu nhất dùng được một con thôi. Dùng con mạnh nhất luôn. Một cuộc đấu trí thật sự đây. Đấu trí thật sự rồi đấy. Ready. 39 và 37. Mình sẽ cần khoảng là 3-4 đòn gì đó. Nhẹ nhàng thôi. Không vấn đề gì cả. Rồi. Mình sẽ để bỏ 3 chiều luôn. Thủ biết ngay mà. Bây giờ là mình tấn công đây này, chắc chắn là mình sẽ giết được nó. Lật mình chứ. Hai tấn công. Đấy, yes, thắng rồi. Chúng ta có tất cả là 6 lần tấn công cơ. Đỡ bằng mắt nha em. Có một đỡ bằng mắt 444. Thật sự thì cũng không cần để nhiều lần thế đâu. Như thế là quá mạo hiểm đấy. Theo như mình nghĩ là vậy. Mà liều thì ăn nhiều thôi. Chúng ta cần thắng thêm một trận nữa này để được thêm gói patch. Lần này sẽ là 2 con. Yes. À, 114. Mình sẽ cần một con xịn ở đây nữa. Nào, 2 con sẽ được lên trận đây. 158 và 194. 60 và 74. Let's go. Yêu cầu 2 con đúng không? 2 con thì 2 con thôi. Fighting. Chiến đấu nào. Lần đầu tiên gần như là mình không bao giờ đánh luôn đấy. Chắc chắn là như vậy. Nó sẽ tấn công một lần này.
41 à. Cái này sẽ là 3 đúng không? Mình có thể là bỏ đi một lần đúng không? Mình sẽ thủ, chắc là nó sẽ tấn công 2 lần này. Thế thì mình nghĩ nó sẽ tấn công 2 lần. Thủ à? Tấn công này. À, tấn công một phát. Khá là ghê. Chúng ta sẽ có khoảng 4 lần tấn công tất cả. Và mình sẽ để 4 lần tấn công luôn. Nó thủ mấy lần, thủ một lần thì vẫn chết thôi. Này này, vừa đẹp. Vừa đẹp, cái này phải tính toán đam trước, nó khá là ấy. Một con cá sấu à. 3 lần tấn công, chắc là chết rồi. Ai xa. Mệt rồi đây. Mình gọi là 4 lần tấn công. Full tấn công luôn. Full tấn công luôn, 1.92. Hay lắm. Hoàn hảo. Và chúng ta sẽ được mở gói pack đây. Không biết sẽ được Legendary Super hay là ấy đây. Cầu mong là Legendary 1% thôi. Tôi chỉ cầu mong là Legendary thôi. Bắt đầu mở gói pack nào. Rất là căng thẳng đây. Continue. Mở pack nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Ôi, tấm thẻ rồi kìa. 240 này, tiền này. Và Super Ray. Ui chà. Thôi cũng được. Phải chấp nhận. Ít đỡ hơn là còn là Ray đấy. Super Ray là tốt rồi đấy. Xong. Event đã kết thúc rồi anh em. Chúng ta sẽ có một cái event gói C nữa. Event này thì nó không quá quan trọng lắm đối với mình. Một ngày nữa sẽ có một cái event đại dương biển xanh sâu thẳm mà để chiến đấu này. Legendary Super Ray nhiều thế. Cái lúc nãy giờ là cái ngon để lấy được Legend đấy, nhưng mà không được. Rồi, cho chúng ta một con mới anh em ạ. Up luôn thôi. Guest Dino. Đó chính là Super Ray. Thông tin của nó này, Super Ray Capro Sutures 2 sao. Cấp 40 sẽ là 1245 máu và 209 đam. Up luôn thôi. Up luôn con này thôi. Rồi đó, chúng ta sẽ tiếp tục là bắt đầu là đây, có Butter đây. Trong phần này có Butter. Có rất là nhiều thứ. Cái này thì tốn khoảng 250 đô để có thể là chơi cái này. Nó sẽ mở ra một cái Jurassic World gói patch. Ý, con này đẹp thế. Toàn là xe thôi nhưng mà đều là hybrid. Ái cha, hybrid bọn này khỏe phết đấy. Alangasaurus nhưng mà sẽ tốn 250 đô đấy anh em ạ. Để chơi cái này. Bây giờ mình sẽ chỉ có cái PVP hoặc là cái Battle State 16 thôi. Mình sẽ cố gắng lên cái Battle State 16 nha. Có đủ kinh nghiệm không? Bây giờ lên Battle State 16 rất là khó rồi đấy. Không hề đơn giản chút nào cả. Nó cho mình có tí kinh nghiệm này thì bao giờ mới lên được Battle State 16 đây. Không lên được, không lên được. Hiện tại vẫn đang dừng ở cái mission đây. Carnivores là sao ta? Di chuyển. Ta di chuyển mấy cái này à? Di chuyển tạm ra đây đi. Còn chỗ nào đâu? Vấn đề không còn chỗ nào. Nó bắt mình di chuyển mấy cái chuồng nuôi nhỉ? Một lần này thì phải. Đấy đấy. Bó tay di chuyển chuồng nuôi ấy chứ. Hai lần này. Và mình sẽ di chuyển chuồng nuôi sau đây nữa. Là ba lần là được. Ba lần đúng không? Xong chưa? Vẫn là một thôi. Phải di chuyển cái chuồng nuôi khác. Hai lần này. Và mình sẽ di chuyển cái nốt cái chuồng này sang bên này nữa là xong. Cái này to quá. Không được. Chúng ta cần phải đặt lại mấy cái decor này. Để đây phát này. Rồi, bây giờ sẽ di chuyển cái chuồng nuôi này sang bên chỗ này là được. Đó, được chưa em? Di chuyển ba cái carnivores. Carnivores là mấy cái chuồng của khủng long bọ chúa. Thử di chuyển sang đây nào.
23 này, đúng rồi. Carnivores là một cái chuột cũng là bọ chúa thì phải. Theo như mình nghĩ là thế. Đây, ví dụ con này nữa này. Đấy, xong rồi, mission complete. Đó. Thêm kinh nghiệm chúng ta. Lên cấp không anh? Cấp 16 rồi, Battle State 16 đã mở ra. Đấy, Battle State 16 Super Ray là một con chim. Ngon. Gói pack mới luôn. 19.200 vàng. Hơn 10 đô, 40 ADN và một con Ray. Lắm chim vậy ta. Lắm chim cò vậy ta. Gói này là 522.000. Legendary Plus. Toàn con xịn rồi. Chắc chắn chỉ ra Legendary đúng không? Gói xịn chắc chắn chỉ là Legendary thôi. Legendary nó còn phân chia những cái loại, nó có những cái hình nền đẹp hơn nữa đây này. Nó còn khỏe nữa. Để ui, mấy con này đẹp như thế này cơ mà. Mấy con này hơi xấu. Rồi đó, chúng ta sẽ có một cái Battle State 16 đã mở ra rồi. Tuyệt vời. Battle State 17 này. PvP thì có cái Booster Land để đấu online rồi. Battle State 16 đây, mình sẽ chiến đấu ở trong này. Ba con 3 sao luôn. Quang Long các thứ, wow. Đánh sao đây? Dimorphodons. Kinh khủng quá. 3 sao. Nó là chim à, chim nó sợ lá. Stegosaurus, 266 máu của mình. Không chắc đã ăn được nó cơ. Đàm máu to quá, máu trâu quá. Một con này. Con nước thì cần con chim này. Và con ăn thịt thì cần con nước nữa này. Kinh quá nhờ, con nước mình lại không có con nào khỏe cả, toàn con yếu thôi. Không biết là team này liệu ăn được không đây. Nhìn là tình hình nó rất là tình hình. Có vẻ khó ăn lắm đây. Stegosaurus sẽ được cộng thêm đam. Cứ bình tĩnh thôi. Nó đang sẽ đổi con rồi. Nido Swap. Ăn thịt à? Ăn thịt thì gặp nước. Con này giống như con thạch sùng vậy. Đánh đi. Lại đây, no swap rồi. New turn. Nó là một con chim đúng không? Con chim thì nó sẽ sợ con này đúng không? Nào. Bốn lần tấn công. Vào đây, vào đây. Yes, hay lắm. Tuyệt vời. Phải nói đòn này rất là ngon luôn. Thế ra con nước. Con nước thì không khắc hệ mình đâu. Bình tĩnh thôi, không sợ lắm đâu. Mình 3 tấn công. Ây da. Phải nói nó khỏe. Nó cũng rất khỏe. Bất đợi hợi. Sao vậy, lag à? Cái gì vậy ta? Tuyến bị láp cái chứ, hình như đang để cái gì nhỉ? Từ từ nhá, có để cái gì đâu. Đây rồi. Con này thì cần khoảng 3 đòn thôi, như thế này thôi. Theo mình nghĩ như vậy là được. Ôi, hình như hơi quá, hơi mạnh tay vì nó quá rồi. Hơi mạnh tay quá rồi. Chắc chắn nó sẽ dồn đam vào đánh mình rồi xem. Sơn. Mình sẽ để thủ đi. Chúng ta sẽ để thủ khoảng là 3-4 lần đi. 3 lần thôi. Và mình sẽ để 2 đòn lại cho kia nhá. Thủ 1 lần này. Và đối phương sẽ tấn công bây giờ đây. Dồn toàn lực à. 6-3. Chưa chết đâu. Đây này em ơi. Phản công. Hợp lý đấy, mình nghĩ là nó thủ mà. Mình nghĩ là sẽ tấn công mình rồi, chắc chắn rồi. Gru, victory. Tuyệt vời. Phải nói đánh quá hay. Chúng ta đã chiến thắng cái này. Và mình sẽ mở được một con Super Ray. Ở đây rồi, ngon. Rất nhiều thứ để chúng ta có thể là khám phá ở đây đó. Tiếp theo thì mình sẽ cần phải làm thêm một số cái nhiệm vụ ở chỗ này nữa này. Còn rất là nhiều nhiệm vụ nữa.
Nhiệm vụ ở đây, à cái nhiệm vụ ở mỗi cái PVP, PVP cái này thì không đủ. Vấn đề là không đủ. Có mỗi một con đấu sao nhỉ? Một con thì không đấu được. Một con Aquatic. Vấn đề là chúng ta không đấu được. Để xem còn nhiệm vụ gì làm không, làm nốt cái event này. Vẫn chỉ còn những nhiệm vụ này thôi. Complete. Rồi, chúng ta gì đây? Oh, wow. Sakatodon, một con gấu à? 240 này. 100 đô luôn. 240 ADN và một con gấu Ray. Sakatodon lắm thế. Vãi trưởng thật. Tự nhiên mình được một đống thứ này. Ngon. Quá hay. Mình sẽ có nhiệm vụ của cái bà này nữa. Chúng ta cho 3 con Dinosaurus lên cấp 25. Đó. 3 con Dinosaurus lên cấp 25 à? Con nào mà có nhiều con ấy thì có thể lên được cấp 25. Ví dụ con này chẳng hạn. Cũng khó lên được cấp 20 này. Con này phải đạt cấp 20 nữa cơ thì mới lên được cấp thêm cấp nữa. Phải có ít nhất là 4 con cơ. Chùa nào phải có 4 con cơ. Dạ. Yeah. Mình có con nào cấp 25 chưa? Chẳng có con nào cấp 25 cả. Hoặc như con này thì hoàn toàn có thể lên được cấp 25 này. Nhưng mình sao có con nào cấp 25 rồi nhỉ? Mà nó bảo mình cấp 25. À đây đây đây, Majungasaurus đây. Đây mình sẽ cho con này lên được này. Đầu tiên là con này phải 20 cho này lên này. Cho này ăn lên cấp đã. Hoàn thành xong cái mission nhá. Tiến hóa này. Sẽ mất 40 ADN. Và mình có thể speed up free. Đó. Mấy con yếu yếu này thì nó sẽ free thôi. Sau đó thì mình lại cho con này lên cấp 20 tiếp theo. Rồi. Và tiếp tục có tiến hóa lên. Mất 50 ADN. Nó sẽ xong cái nhiệm vụ thôi. Khá đơn giản. Mình sẽ cần thêm một con nữa đúng không? Con nào nhỉ? Con này chẳng hạn. Cho con này lên cấp này. Cái gì đấy? Chúng ta sẽ cho con này lên cấp nốt này. Cái chỗ tiến hóa thì đang bận rồi nên không thể nào mà cho thêm được nữa. Rồi đó. Ok. Và rồi chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của Jurassic World. Bye bye.